Một bác khách ở phương xa đã gửi cho chúng tôi một phôi gỗ hương Tây Nguyên và nhờ chúng tôi thiết kế và lên ý tưởng. Hôm bác ấy gửi phôi ra thì đánh giá ban đầu của chúng tôi là phôi gỗ hương này rất là già, chất gỗ rất là cứng, đanh và chắc mịn, một số chỗ có lũa và đặc biệt là còn có hai cành chĩa ở bên trên. Và với một khoản đầu tư hòm hòm, cỡ chỉ vài chỉ vàng thôi, thì chúng tôi đã thiết kế cho bác ấy một cái ý tưởng về một cái chủ đề chim hoa. Và cái chủ đề này thì có tên là Thập Toàn Báo Hỷ. Và cái ý tưởng này sẽ được thể hiện ở trên cái phôi gỗ theo cái kiểu là sẽ có một cái gốc mai cổ thụ vươn lên. Và bên trên này sẽ có hai cái cành đang đối với nhau cùng với 10 con chim, chính là cái chữ thập ở trong cái tích Thập Toàn Báo Hỷ này, bay đùa trong gió xuân cũng như là mang những cái niềm vui, điềm lành đến cho gia đình. Và ngay khi cái mẫu được hoàn thành thì bác khách khi trông thấy thì cũng đã gật đầu ánh rụp một cái và đồng ý luôn lập tức với cái bản vẽ mà chúng tôi đã thiết kế trên cái phôi này. Còn các bác sau khi mà xem xong cái ý tưởng này thì các bác cảm nhận như thế nào, hãy cùng chia sẻ nhé.